tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang trong mình nỗi uất hận sâu sắc với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt sau những quyết định được xem là sai lầm nghiêm trọng trong chiến dịch tái bố trí tại Cao Nguyên Trung Phần vào năm 1975. Quyết định này không chỉ đẩy quân đội và dân chúng vào thảm cảnh mà còn làm tan vỡ niềm tin của ông vào người đứng đầu quốc gia, khiến ông lâm vào bế tắc và tuyệt vọng. Dưới đây là những lý do chính dẫn đến nỗi uất hận của Phạm Văn Phú đối với Nguyễn Văn Thiệu. Một, quyết định rút quân bất ngờ và thiếu chuẩn bị. Trong lúc tình hình chiến sự đang căng thẳng, Nguyễn Văn Thiệu đột ngột ra lệnh rút quân khỏi Cao Nguyên Trung Phần, quyết định mà Phạm Văn Phú chỉ nhận được thông báo rất ngắn ngủi, không có kế hoạch cụ thể và không có thời gian chuẩn bị. Đối với Phạm Văn Phú, đây như một bản án tử cho hàng ngàn binh sĩ và dân thường dưới quyền chỉ huy của ông. Hai, thảm họa trên đường số 7. Cuộc rút lui qua đường số 7 nhanh chóng trở thành một thảm kịch khi đoàn quân và dân thường rơi vào tình trạng hỗn loạn và bị lực lượng quân giải phóng truy kích dữ dội. Quân đội thiếu phương tiện di chuyển, lương thực và vũ khí, biến cuộc rút quân thành một cuộc tháo chạy khốc liệt. Nhìn thấy cảnh quân và dân hỗn loạn, bị tấn công, Phạm Văn Phú vô cùng đau đớn và căm phẫn vì cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ rơi họ trong cuộc chiến không có đường lui. 3. Thiếu sự hỗ trợ từ Sài Gòn. Tướng Phú cảm thấy hoàn toàn cô lập khi Sài Gòn không cung cấp phương tiện cần thiết như trực thăng hay xe cộ để bảo đảm cuộc rút lui an toàn. Ông cảm nhận được sự bất lực và bất mãn khi thấy quân của mình rơi vào thế bị động, không còn con đường nào để thoát thân một cách an toàn. 4. Sụp đổ niềm tin vào lãnh đạo. Với Phạm Văn Phú, quyết định của Nguyễn Văn Thiệu không chỉ là một sai lầm chiến thuật mà còn là dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán, thiếu khả năng bảo vệ miền Nam. Ông cho rằng Thiệu đã đánh mất cơ hội cuối cùng để phòng thủ và làm giảm sút tinh thần chiến đấu của các chỉ huy. Đối với ông, quyết định này không khác gì một lời tuyên án cho cả quân đội và người dân. 5. Trách nhiệm đè nặng và cảm giác bị phản bội. Là chỉ huy trên tuyến đầu, Phạm Văn Phú phải chịu đựng áp lực khổng lồ trước hàng ngàn thương vong trong cuộc rút lui. Ông cảm thấy bị phản bội bởi lãnh đạo khi phải nhận trách nhiệm cho một quyết định mà ông không tin tưởng và không đồng ý. Ông dằn vặt trước cảm giác tội lỗi, mất đi niềm tin và tinh thần. Nỗi uất hận lên đến đỉnh điểm khi Phạm Văn Phú nhận ra rằng sự sụp đổ của miền Nam là điều không thể tránh khỏi. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trong nỗi uất hận và tuyệt vọng, ông đã tự kết liễu đời mình, như một hành động cuối cùng thể hiện sự phản kháng và thất vọng tột độ đối với lãnh đạo mà ông từng phục vụ.